Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Choáng váng với tài sản Ngô Kiến Huy tạo thêm ở tuổi 32, giá tiền khiến ai nấy ngã ngửa. Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật khi xây dựng thành công hình mẫu nghệ sĩ đa tài, Ngô Kiến Huy còn rất tài ba trong lĩnh vực kinh doanh. Việt Nam nghệ sĩ tiếp tục mở cơ sở kinh doanh khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, Việt Nam MC Điển Trai tiếp tục tạo một chiếc xế hộp tiền tỷ ở tuổi 32 khiến khán giả tiếp tục choáng váng. Được biết đây không phải là lần đầu tiên anh tạo xế hộp tiền tỷ về nhà. Được biết chiếc ô tô hạng sang mà Ngô Kiến Huy mới cho thêm vào bộ sưu tập của mình chính là chiếc xế hộp vừa ra mắt tại Việt Nam trong tháng 3 năm 2021. Cũng là sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc có giá trị tại thời điểm hiện tại là 2,950 tỷ. Chưa kể đến việc chiếc xế hộp này còn được Ngô Kiến Huy trang bị thêm ngoại thất sang trọng. Ngô Kiến Huy được mệnh danh là đại gia ngầm của showbiz. Trước đó nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ về việc Ngô Kiến Huy là đại gia bất động sản. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.